Thanh Hằng cao 1m25, sinh năm 1978. Thanh Hà cao 1m26, sinh năm 1988. Hai chị em trông như hai cô bé khoảng 10 tuổi, thường song ca trong nhiều chương trình từ thiện tại thành phố Sài Gòn. Gia đình có 5 chị em, nhưng chỉ có 3 người có vóc dáng bé nhỏ, đi đâu cũng ngại, thiếu tự tin. Năm 2008, từ Hà Nội vào Nam, hai chị em được biểu diễn thường xuyên tại Vũng Tàu. Sau đó, họ được mời lên Sài Gòn ca hát và sinh sống. Từ năm 2009 đến nay, với vóc dáng khác lạ xuất hiện trong làng nhạc, cả hai đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút rất nhiều khán giả. Giọng hát trong trẻo, mềm mượt của hai chị em kết hợp lối trình diễn biểu cảm đã tạo được những ấn tượng đẹp với công chúng. Nhiều người gọi chị em Thanh Hằng, Thanh Hà bằng nhiều tên đáng yêu như hai nàng út ống tre, chị em cô bé hạt tiêu, song ca bonsai. Trung tâm khắc kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận cặp song ca chị em ruột có vóc dáng nhỏ nhất Việt Nam. Hiện tại, ban ngày hai chị em làm việc ở tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, chiều tối luyện tập, học thêm về đồ họa và đi diễn. Chất giọng của hai chị em rất hợp với những làn điệu dân ca, trữ tình. Khi biểu diễn, hai chị em rất thích mặc áo dài và hát những bản nhạc mang đậm chất quê hương. Thanh Hằng, Thanh Hà đang xúc tiến để cho ra đời cuốn album đầu tay. Chương trình Ngọc Trong Tim xin kính chào quý vị. Thành Lễ trước hết xin chúc quý vị lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ. Ngày hôm nay, Thành Lễ xin trân trọng giới thiệu quý vị những người điều hành trong show hôm nay là chị Trịnh Kim Dung, cố vấn giáo dục gia đình. Xin mời chị Dung. Chào Thành Lễ, Kim Dung xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Học Trong Tim. Và Thành Lễ xin giới thiệu quý vị hai khuôn mặt đã xuất hiện 3 tháng nay ở tại nước Mỹ. Đó là hai cái bao lì xì biết nói. Xin lỗi em. Xin chào hai cô ca sĩ Tí Hon, Thanh Hằng, Thanh Hà. Thanh Hằng, Thanh Hà, xin gửi lời chào tới tất cả quý vị đang xem TV show. Rồi, xin nhường chị Dung. Thưa quý vị, thật là một niềm vui cho gia đình Ngọc Trong Tim đón tiếp hai nhân tài của chúng tôi từ Việt Nam qua. Hai cô này có những tài gì thì chúng ta sẽ lần lượt nghe câu chuyện giữa Thành Lễ và Kim Dung. Và quý vị cũng sẽ trực tiếp được nghe lời tâm tình của hai cô ca sĩ này. Các con qua đây, qua Mỹ này, trước hết các con thấy cái cảm tưởng của các con ra sao khi mà đi từ Việt Nam qua Mỹ? Thưa cô, cái cảm giác của con rất là hạnh phúc ạ. Còn Hà thì sao? Con cũng vậy. Ngoài cảm giác hạnh phúc ra thì con còn có một cái cảm giác như là mình đang ở trong mơ vậy. Cứ mơ. Dạ. Thưa quý vị, thật sự ra đã thấm thoát là 3 tháng rồi. Thanh Hằng, Thanh Hà đã qua đây vào đầu tháng 6 của 2014 để thực hiện cuốn DVD 5 năm của Ngọc Trong Tim. Trước hết, Thành Lễ cũng như chị Dung và cũng như nhóm Ngọc Trong Tim rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ rất nhiều cuốn sản phẩm đầu tiên 5 năm. Đây là một cuốn phải nói là được khán giả thương mến của đài SBTN nói riêng cũng như khắp mọi nơi đã gọi để đón nhận cái sản phẩm này. Chắc cũng là trong đó là chắc hai cô Tí Hon ngồi phía trước khán giả thương mến gọi. Thật ra thưa quý vị, sau 5 năm làm việc, chúng tôi là những đứa trẻ chập chững bước vào trong lĩnh vực văn nghệ, góp mặt với văn nghệ của bản xứ. Tuy nhiên trên sân khấu của Ngọc Trong Tim thì chúng tôi dành đặc biệt sân khấu này cho những người khuyết tật. Ở nơi đó, những người được có tài thì sẽ được cơ hội để mà tung tăng trên sân khấu chứ không phải sống ẩn giật hoặc là sống có vẻ trốn tránh xã hội như những chỗ khác. Đó là đặc điểm của sân khấu trên đất Mỹ. Thế thì khi các con qua bên đây, các con bước lên sân khấu, cảm tưởng của các con như thế nào? Có khác cái sân khấu ở Việt Nam hay không? Thưa cô, thì đối với hai chị em con thì khi ở Việt Nam thì hai chị em con cũng được tham gia những cái chương trình mang tính chất xã hội, rồi nói chung là những chương trình có quy mô đầu tư cũng lớn. Nhưng mà khi mà bước chân sang đây thì cái cảm giác của hai chị em con thì nó cũng tất nhiên là nó sẽ khác, bởi vì con bay nửa vòng quanh trái đất qua đây thì tất nhiên cái cảm giác nó sẽ là khác nhiều hơn so với Việt Nam. Và được tất cả quý vị yêu mến và ủng hộ thì hai chị em con thấy là rất là hạnh phúc.
Kính thưa quý vị, Thanh Hà nói rất đúng, mỗi nơi một cảnh khác nhau, nhưng mà có nhiều khán giả thì cũng không hiểu, thì nó nghĩ đâu hát cũng đâu là cũng giống nhau, như Nguyễn Đức Đạt, em đi Las Vegas hay em ở Nam Cali nó cũng giống nhau. Thực sự ra người nghệ sĩ khuyết tật nói riêng cũng có đều cảm nhận giống như các nghệ sĩ khác nói chung, nhưng mà Thành Lễ cũng thưa quý vị là nửa năm chúng tôi hoàn để tập trung vào trong chương trình làm cuốn DVD này là không ngại tốn kém, mời các em không những ở các tiểu bang ở Hoa Kỳ mà mời các em ở phương xa như Việt Nam, mà năm bạn lận chứ không riêng gì Thanh Hằng, Thanh Hà. Nói về các em thì thưa quý vị, đây là phải nói là một cái đột phá rất lớn của nhóm Ngọc Trong Tim và trong cộng đồng Việt Nam, bởi vì người khuyết tật ít khi được trình diễn ở trên casino hoặc là trình diễn trong nightclub, nhất là hai vóc dáng như vậy là chắc chắn là người ta không có cho vô, người ta phải hỏi ID, chứng minh nhân dân hoặc là hỏi tụi em passport, tụi em mới vô được. Nhưng mà đây là một món ăn đổi mới mà quý khán giả ở khắp mọi nơi hải ngoại, nói chung là các tiểu bang Hoa Kỳ đó, rất đón nhận các em trong các show mà nhóm Ngọc Trong Tim tổ chức cũng như ở chùa hoặc là các nơi cộng đồng tổ chức. Anh Lễ hỏi Thanh Hằng, Thanh Hà, vừa em tới Las Vegas rồi nè, tụi em đi các nơi đẹp của ở Nam Cali nó riêng cũng như một số, thì em thấy các món ăn của bên Mỹ nó như thế nào? Ở khán giả người ngoại quốc, người Việt Nam khi em lên máy bay như thế nào? Em có thể chia sẻ cách đối xử, cái tiếp xúc của người, đối xử với những người như Ngọc Trong Tim chúng ta như thế nào? Các em tâm sự cho bà con khắp nơi nghe. Nhất là bên Úc, Canada gọi họ thăm nhiều lắm, họ thăm với các em nhiều lắm. Cảm ơn anh Thành Lễ. Cũng như những các bạn khác đi cùng ấy, thì khi mà em Thanh Hà, Phương Dung khi mà đi đến đâu cũng được rất nhiều người nhận ra và dành cái tình cảm rất là đặc biệt, ưu ái cho ba chị em. Và như anh nói, món ăn thì thực sự tại vì em là người Việt cho nên em cũng chưa quen lắm so với những món ăn mà bản xứ ở đây. Dạ đúng rồi, cho nên em ăn gì thì ăn, nhưng vài ngày em cũng phải có ăn cơm hoặc có canh có rau để em mới nhưng mà ăn hai chị em nhớ. Ăn cũng chút chút mà dạ, nhưng mà hôm nay mà. Thì sao từ ngày qua Mỹ thế bây giờ với bên Việt Nam bây giờ có thay đổi gì chưa? Dạ, tại vì các anh chăm sóc em kỹ quá hay sao ấy, hình như em lên được 2 pound á. Em thấy mặc quần áo nó hơi chật chật rồi á. Hai cô bé này rất là cơ duyên, mà đi đâu cũng khán giả thương mến nhiều lắm. Nhất là mấy em có mấy cuốn DVD collection của Thanh Hằng, Thanh Hà, khán giả cũng thương mến. Rồi thêm có nhạc CD nữa, rồi bây giờ ra cuốn DVD kỷ niệm 5 năm. Xin mời chị Dung hỏi về các em. Dạ. Điều mà cô muốn hỏi các con đó là khi mà các con sửa soạn lên sân khấu thì các con đã trang điểm như thế nào? Ai là người trang điểm cho con? Và ai là người cố vấn cho con chọn từ cái màu áo, kiểu áo? Rồi có ai cố vấn cho con lên sân khấu mình phải nói cái gì để mình chiếm, mình thu phục cảm tình của khán giả hay không? Hay là tự các con nghĩ ra? Chị Dung, câu này đáng lẽ phải để cho các em trả lời, nhưng mà em thấy chị Dung cố vấn giáo dục mà hỏi câu này em thấy em phải giéo chị đó. Thôi bây giờ thì chị các, cho các, đây là các hỏi cô, rồi thì để cho em trả cô, lời. Các cô phải biết hết. Nhưng mà phải bảo tám với các quý vị là các cô này nè, rất là bi nhon, nhỏ bé. Nhưng mà đi ra người ta nói trời ơi, xinh quá, so cute, so cute. Xong thấy trang điểm, nít quỷ. Trời ơi, nít mà bị đặt mấy cấp. Đó, bây giờ mấy em trả lời đó, câu này để cho mấy em trả lời. Dung cũng hỏi thì hai chị em con cũng có biết trang điểm, tức là cũng có học một khóa trang điểm để mà tự trang điểm làm tóc cho hai chị em. Thì kể cả ăn mặc hay là cái gì hai chị em cũng bàn bạc, mỗi một show diễn mình mặc sao cho nó phù hợp, đi chơi sao, mặc đồ nào, rồi thì làm kiểu tóc nào để cho nó thích hợp với dạ, thích hợp với sinh hoạt. Song song bên cạnh đó thì hai chị em con thì cũng có những người tư vấn, ví dụ như những người mà đi trước có nhiều kinh nghiệm về biểu diễn, hay là có bác về trang phục trên sân khấu thì bác tinh thần em bác dạ, ở người bên bác Việt Nam tinh thần bên Việt Nam mà khi mà quý vị thấy Thanh Hằng, Thanh Hà bất cứ ở trên sân khấu nào thì hầu hết là cũng là trang phục áo dài, đó là cái trang phục truyền thống mà Thanh Hà rất là yêu thích và cũng là cái cố vấn của bác cố vấn cho hai chị em Thanh Hằng và Thanh Hà.
chính nhờ cái trang phục đó mà Thanh Hằng và Thanh Hằng ăn gian được chiều cao một chút, bởi vì khi mà mặc đầm thì chiều cao có lẽ là không cao được nhiều, nhưng mà khi mặc áo dài lên thì thấy khác ạ. Và khi mà lên sân khấu á, thì ai cũng bảo ôi sao Thanh Hà đứng trên sân khấu rất là lớn mà khi xuống dưới sao có chút xíu vậy. Cho anh ôm Thanh Hà với Thanh Hằng, chị ôm cái, bởi vì sao, thưa quý vị ơi, thời gian thấm thoát đã qua, một tuần nữa là hai cô nàng này lại đi về lại Việt Nam rồi, rất là buồn, mới thấm thoát mà anh em mình lại chia tay rồi, có một ngày nào đó lại được qua định cư bên Mỹ hoặc là một nước số nước khác em trình diễn. Các em có thể nói những lời cảm ơn hay là chia sẻ đến tất cả quý khán giả mà khắp nơi đã đón nhận và thương mến hai em. Trước tiên thì nói lời cảm ơn thì Thanh Hằng và Thanh Hà phải gửi lời cảm ơn đầu tiên nhất là tới tất cả các cô, các chú, các anh, các chị trong nhóm Ngọc Trong Tim. Đó là những người như anh Lễ nói là đã sinh ra Ngọc Trong Tim. Và nhưng mà anh không biết nuôi đâu, anh dạ, để các cô chú nhưng mà cái công sinh ra và để nuôi thì nó cực nhọc như thế nào thì chắc anh cũng biết, em cũng biết là anh đã trải qua rất nhiều thứ để có được 5 năm như ngày hôm nay. Chiều nay tại bãi biển Waikiki, Thanh Hà sẽ ra ngoài đó để tắm biển, phơi nắng, lắc vòng lửa nè, ca hát ở ngoài đó, sẽ có những đoạn clip rất là vui để mà lưu giữ lại những cái khoảnh khắc mà Thanh Hà lần đầu tiên khi mà được qua Hà Quan biểu diễn cũng như qua Hoa Kỳ tắm biển thôi. Chương trình chúng tôi xin tạm ngưng giây lát để gửi đến quý vị một số cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn.